Em bán sầu riêng chứ tình duyên em không bán. Em nghe thèm trả lời anh rồi cho anh đi thăm vườn sầu riêng bên xuôi nhân gió bồi tóc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em không bán tình duyên. Dù cho mà anh phải hỏi sợ riêng gian chưa trong lòng, rời mới đây dấu xuân tàn, em vẫn còn đi bán sầu riêng. Cánh gió chiều nay tung bay làng mùi đỏ qua cửa sân, cánh cửa rụng trên đường, những chuyến xe chiều giả lúc nhắm thôi rồi người năm trước bao giờ.